Kylie ứng Mbappe sẽ không có Ronaldo thứ hai tại Real Madrid. Kylie ứng Mbappe cho biết mình rất ngưỡng mộ Cristiano Ronaldo nhưng không hề muốn lặp lại hành trình của ngôi sao người Bồ Đào Nha tại Real Madrid. Vào lúc 2 giờ ngày 6 tháng 7, Bồ Đào Nha sẽ chạm trán Pháp ở tứ kết Euro 2024 trên sân Volkswagen Stadium, Hamburg. Cả hai đội đều đang chơi dưới sức từ đầu giải đến giờ. Do đó, người hâm mộ NHM hy vọng Bồ Đào Nha và Pháp sẽ cùng lấy lại phong độ để cống hiến một màn thư hùng hấp dẫn. Tâm điểm của hai đội không ai khác ngoài Kylian Mbappe và Cristiano Ronaldo. Mbappe rất ngưỡng mộ CR7. Do đó, mỗi lần đội bóng của cả hai gặp nhau, tiền đạo 25 tuổi luôn được phóng viên hỏi những câu liên quan đến ngôi sao của Anas. Ở lần này, mọi chuyện còn đặc biệt hơn khi Mbappe vừa chính thức gia nhập Real Madrid, nơi Ronaldo từng chơi rất thành công. Người hâm mộ rất kỳ vọng Mbappe sẽ tái hiện những màn trình diễn đỉnh cao của Ronaldo tại Bernabeu. Tuy nhiên, ở buổi họp báo trước trận đấu rạng sáng mai, cựu sao PSG tỏ rõ quan điểm không muốn bước đi trên con đường của ngôi sao người Bồ Đào Nha. Sẽ không bao giờ có Ronaldo thứ hai tại Real. Anh ấy đã định hình bóng đá, truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ, ghi bàn và giành hàng loạt danh hiệu. Ronaldo biết làm mới bản thân, anh ấy là một trong những người như vậy. Về phần mình, tôi sẽ đi trên con đường của riêng tôi. Ước mơ chơi cho Real Madrid của tôi đã thành hiện thực. Tôi hy vọng sẽ ghi dấu ấn trong bóng đá và trở thành cầu thủ có 102 tại Bernabeu. Nhưng tôi sẽ không viết tiếp câu chuyện của Ronaldo ở đây. Tôi đã rất may mắn khi được làm quen với anh ấy. Chúng tôi vẫn giữ liên lạc. Ronaldo thường theo dõi cuộc sống của tôi và cho tôi lời khuyên. Được đối đầu Ronaldo là một vinh dự. Bất kể điều gì xảy ra sau đó, anh ấy vẫn sẽ là một huyền thoại bóng đá, Kylian Mbappe phát biểu. Tại Real, Cristiano Ronaldo đã ghi 450 bàn sau 458 trận, giành 400 Premier League, 4 quả bóng vàng cùng nhiều danh hiệu khác trong 9 năm gắn bó. Về phần mình, Mbappe vẫn chưa thể vô địch Champions League hay giành quả bóng vàng lần nào, dù đã thi đấu ấn tượng ở mọi mùa giải từ ngày ra mắt. Ngôi sao người Pháp gia nhập Los Blancos là để hiện thực hóa giấc mơ chạm đến những danh hiệu trên. Kết quả Copa America, Messi sút hỏng 11m, Argentina vẫn đánh bại Ecuador. Argentina đánh bại Ecuador trong loạt luân lưu 11m để giành quyền vào bán kết Copa America 2024. Đội tuyển Argentina nhọc nhằn đánh bại Ecuador trong trận tứ kết Copa America 2024. Ở cuộc so tài này, Lionel Messi đá chính từ đầu sau khi bình phục chấn thương gân keo. Tuy nhiên, Messi chơi mờ nhạt. Anh không di chuyển nhiều do tuổi cao, nhưng cầu thủ này cũng không tạo ra dấu ấn khi tăng tốc. Các cầu thủ Ecuador phong tỏa chặt không gian chơi bóng của ngôi sao Inter Miami. Argentina tập trung tấn công bên cạnh trái, nơi có sự xuất hiện của trục dọc Lisandro Martinez, Nicolas Tagliafico và Lautaro Martinez. Argentina chiếm lĩnh phần lớn thời gian kiểm soát bóng, nhưng cơ hội nguy hiểm đầu tiên thuộc VN Valencia và đồng đội. Phút 15, các cầu thủ Ecuador phối hợp hoàn hảo bên cánh trái, tạo điều kiện cho Jeremy Sarmiento đối mặt thủ môn Emiliano Martinez. Tuy nhiên, cầu thủ số 16 dứt điểm vào xa. Trong thế trận bế tắc, Argentina bất ngờ mở tỷ số. Bàn thắng đến từ một tình huống cố định. Lionel Messi thực hiện quả phạt góc bên cánh phải trước khi Alexis Mac Allister đánh đầu ngược vào trong. Bóng đến đúng vị trí của Lisandro Martinez và cầu thủ Man U dễ dàng ghi bàn. Bước sang hiệp 2, Argentina giảm nhịp trận đấu. Andes thì không muốn rơi vào thế đua sức với Ecuador khi đang có lợi thế dẫn trước. Phút 60, Ecuador hưởng phạt đền. Alan Franco đánh đầu trúng tay Rodrigo Zebon. Cầu thủ Argentina cho rằng anh khép tay sát người nhưng trọng tài chính vẫn giữ nguyên quyết định thổi phạt. Dù vậy, đội trưởng Enner Valencia xuất chúng cột không thành dù đã đánh lừa được Emiliano Martinez. Thời gian còn lại của trận đấu, Ecuador cố gắng dồn ép Argentina. Song, trận đấu không diễn ra liền mạch do hai bên liên tục xảy ra va chạm. Huấn luyện viên Lionel Scaloni chủ động lùi đội hình nhằm bảo toàn tỷ số. Quyết định này của ông càng tạo cơ hội tấn công cho Ecuador. Phút bù giờ, Junge Wata bóng cho Kevin Rodriguez đánh đầu tung lưới Argentina. Trận đấu phải quyết định thắng bại bằng loạt luân lưu 11m. Messi sút hỏng ở cú sút đầu tiên, nhưng thủ môn Emiliano Martinez hai lần cản phá giúp Argentina giành quyền vào bán kết. Kết quả, Argentina 1-1 Ecuador, luân lưu 4-2. Ghi bàn, Argentina Lisandro Martinez phút thứ 35, Ecuador Kevin Rodriguez phút thứ 90+3.